Hello. Are you? Good. Now let's check homework. Have done your homework? Oh, not this. Sorry. Sorry. Last week, we had a memorable trip to a new museum, a zoo on the outskirts of the city. We were all there are lots of wild animals, and they are looked after carefully. Each species is kept in one big compound, and the animals look healthy after we... Ah, yes. Now, can you continue? Continue to read. Eat a lot of animals, don't. We get on a big round on at the back of the zoo. There we play some team building games and sang songs. Then we had a delicious lunch. We played by Nga and Phuong. In the afternoon, we walked to a museum nearby. There is a big collection of handicrafts made by different craft groups. I'm sure that the zoo will be our new place of interest. Interest, yes, okay. Thì bây giờ nhá, mình sẽ có một cụm mới ở đây trong bài này. Có thể là nó không mới đâu, có thể con đã biết rồi. Cái look after là gì nhỉ? Do you know this? Do you know this phrase? Yes or no? No. I know. Thế thì mình sẽ look after nên nó tương đương nhá. Con có thể viết vào vì có thể là nó sẽ xuất hiện. Cụm này có hay xuất hiện. Take care of là chăm sóc. Tất nhiên là chăm sóc sau đó phải là gì? Somebody hay là something. Mình sẽ viết cụm này vào nhé. Vì ở trong cái unit 1 này thì cái phần trọng tâm của nó là các cụm động từ. Đấy, phần trọng tâm là các cụm động từ. Vì thế nên là mình cứ gặp cụm nào là mình sẽ viết vào hết. Okay. Great. Nào bây giờ bài 5 nhé. Bài 5 sẽ là một bài về cụm động từ này. Viết các câu sau để nó gì đấy? Bao gồm các cái
cụm động từ này mà không làm thay đổi nghĩa. Bài này mình đã làm trong sách chưa ấy nhỉ? Chưa. Thế bây giờ mình sẽ làm nhá, bài 5. Bây giờ mình, con sẽ đọc qua trong vòng khoảng 1 phút nhá. Đọc qua sau đó mình sẽ làm. Khi làm dạng bài này phải chú ý đến cái thì nhá. Ví dụ như là câu này này, started, đúng không? Thế thì set up phải chia quá khứ chứ. Ví dụ như vậy. Có bài. Ok, are you ready now? Number one, I don't remember. Exactly. Yes. When my parents set up the. Yes, right. Yes. Well done. Now you can write it down. We have a teacher at the so that our handicap can. And keep up with, yes. With there. Nếu nghe là it can keep up with chính là stay equal, là ngang hàng với, được chưa? Theo kịp với, ngang hàng với. Con xem luôn tiếp nhá. Xem luôn chưa? Làm luôn vào sách thì con. Mình có thể làm luôn vào sách để sau này trên lớp, ví dụ như là mình sẽ có thêm thời gian để ôn tập đúng không? Mình sẽ dành thêm nhiều thời gian ôn tập là chính. What time? What time is it? Set up. Done. What time will you set up? For Đà Lạt. Yes. What time do you set off for Đà Lạt? Yes, number 4 nào. Bây giờ mình sẽ chép nguyên nhá, là từ đoạn này đến đoạn dấu phẩy để nguyên nhá. Chấm 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 này, phẩy này.
câu dịch chuyển là but she never. But she never took. Thì thuật lắm mình sẽ chia như nào nhỉ? Yes, theo ED đúng không? Yes. Leave on. À, đã có leave on rồi, có on rồi thì thôi, mà from leave on something luôn. Leave on something luôn nhá. Thì gì? Weaving. Leave on something thôi là còn được con ạ. Đã là nó đã mang nghĩa là đủ tiền để sống rồi, không cần to leave nữa. Finished? Yeah. Đây ở đây nhé, set of for nhé, set of for, được cái này nhé, set of for xong rồi địa điểm nhé. Đây ở đây, xem nào. Đây mình sẽ lại ôn lại các cái cụm động từ nào. Ngày nào cô cũng sẽ ôn lại cái cụm động từ này nhá. Nào, pass down là gì nhỉ? Bây giờ nhá, pass down thì cô muốn là con có thể, ví dụ con sẽ nối cho cô, nối ý nhá. Sau đó mình dịch ra tiếng Việt. Bây giờ mình sẽ làm lại cái bảng này lần nữa, mình sẽ nối. Pass down là truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Yeah, leave on à? Leave on là đủ tiền để sống. Deal with. Deal with là chấp nhận. Tiếp nào, chấp nhận hoặc thỏa hiệp với cái gì đúng không? Close down. Close down là dừng công việc kinh doanh. Ngừng đúng không? Ngừng công việc kinh doanh. Face up to. Face up to là đương đầu với vấn đề. Yes. You know, set on, get on with. Get on with là hoàn thuận có mối quan hệ tốt với ai đó. Come back. Come back là trở lại. Đúng rồi, turn down. Turn down là từ chối. Yes. Tiếp nhở. Cái phần này nhá, cũng phải học thử cho cô nhá. Mấy cái cụ ở trong cái bảng vàng này này. Hết nhở, hết là gì đây nhở? Hết một thứ gì đó. Hết là theo kịp. Không, hết đi. Hết thì đọc tiếng Anh là gì đấy? Cụ. Trong các cụ này cũng là nghĩa là hết một cái gì đó. Ví dụ là tôi hết tiền rồi, hay tôi hết thức ăn rồi. Tiếp như vậy. Run out. Tiếp nào. Thế còn xuất bản hay là giới thiệu ra mắt công chúng thì là cái gì đấy nhỉ? Run out. Đúng rồi, đọc nào.
Thức dậy. Thức dậy. Get up. Get up, đúng rồi. Ở một số cụm còn lại cũng học thuộc nốt nhá. Thế vừa rồi nhá, cái cụm mà chăm sóc, con còn nhớ cụm chăm sóc là gì không? Yes. Là gì nhỉ? Look after, hoặc là take care of. Đúng rồi. Tiếp là thế còn khởi hành. Set off. Set off xong rồi cộng với gì? Khởi hành để đi đến ví dụ một địa điểm. Set off for cộng địa điểm nhá. Set off for cộng địa điểm. Ví dụ như là khởi hành để đi đến Hà Nội sẽ là set off for gì nhỉ? Nhớ đấy là khởi hành đi đến đến Hà Nội thì mình sẽ nói như nào? Set off from Hà Nội. Đúng rồi. Đấy, ví dụ như thế. Thế thì về cơ bản là cái unit 1 nó cũng chỉ có như thế thôi. Bây giờ mình sẽ làm một số bài tập thêm. Cái dạng mà này có vẻ hơi khó nhỉ. Nào bây giờ mình sẽ làm bài này nhá. Đây, bài này. As soon as này rồi thì cô cũng đã dạy gì đúng không? Nghĩa là ngay khi. Bài này mình làm một lần rồi, bây giờ mình sẽ thử làm lại. Nào đọc cho câu 1 đi. Thế thì có cần vài phút để đọc qua không? Yes. Yes. Nên mình sẽ có khoảng 2 đến 3 phút để mình đọc qua cái bài này nhé.
Okay, now let's start. Number one. Ice cream air. It's so nice. Lại bọn trẻ cảm thấy rất là hào hứng ngay khi bọn chúng sẽ được đi đến làm thủ công đúng không? Hôm nay thực ra phải là chụp cái gì mới hay nhé. Rất là hào hứng bởi vì rất là hào hứng bởi vì nhá. Câu này sẽ dùng từ bởi vì sẽ là gì nhỉ? Bởi vì là gì đấy? Although. Bởi vì cơ mà nhầm Because đúng rồi. Câu 2 thì mới dùng gì đấy? Chúng tôi sẽ kể cho Alice về chuyện đi ngay khi chúng tôi gặp cô ấy. Mới là gì đấy? As soon as. Từ sau là dễ rồi đấy. Câu 3 nào? Although. Why là trong khi. Thế thì sẽ là gì đây? Tôi mua một cặp kính mới trong khi tôi có thể nhìn tốt hơn. Thế thì nó không đúng. Why này thường là sự chỉ cái hai cái sự nó mâu thuẫn với nhau. So that. Đúng rồi. Và vì thế, đúng không? Câu 5 nào? Câu 5 là trước khi tôi đi ra ngoài đường vào tối nay thì tôi sẽ phải hoàn thành bài luận văn. Phải làm xong bài luận văn rồi mới được đi ra ngoài thì đây sẽ dùng từ gì nhỉ? Before. Yes. Câu 6 nào? Câu 6 là đây mới là dùng trong khi đúng không? Trong khi ở đây gì nhỉ? Why nó có hai cách, ví dụ như là trong khi hai công việc xảy ra cùng một lúc, được chưa? Hai công việc xảy ra trong một thời điểm hoặc là chỉ sự mâu thuẫn. Trong trường hợp này sẽ là hai cái việc này xảy ra. Nghĩa là cái gì đấy? Trong lúc đang nấu cơm thì làm bỏng tay. Câu 7. Câu 7 là lặp lại được từ nhá. Yeah. If because. Nếu như because đây thì sẽ là gì? Laura luôn luôn dậy sớm vào buổi sáng vì vậy. À đâu, không phải vì vậy mà là gì? Bởi vì cô ấy không bị muộn á. Đây phải là cái cụm sâu giáp đúng rồi. Sâu giáp phải đứng trước cái cụm gì nói về cái kết quả đúng không? Cái kết quả của việc luôn luôn dậy sớm sẽ là gì? Không bị trễ. Đấy. Còn ví dụ nhá, cái chấm 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 nó nằm ở đây thì ở đây lúc này mình sẽ phải dùng gì? Đi gì? Because. Bởi vì Laura luôn dậy sớm, cô ấy không bị đi muộn. Đấy. Because sẽ đứng trước cái mục nguyên nhân nhá, còn sâu sát nó sẽ đứng ở cái kết quả. Nào. Câu 8 là because. Đúng rồi. Là ông Harrison dường như có rất nhiều tiền bởi vì ông ấy sống trong một cái ngôi nhà rất là xa hoa. Câu 9 ạ. Câu 9 là câu 9 này nó giống như là cái câu mà trong lúc nấu ăn thì bỏng tay ấy. Why? Ngồi là trong lúc tôi đang đợi xe buýt thì tôi nhìn thấy một vài du khách nước ngoài. Câu 10 nào? Câu 10 là although. Ừ đúng rồi. À, họ đã không chiến thắng mặc dù họ chơi rất hay. Bây giờ mình sẽ phải làm bài này. Uầy. Trời ơi. À thôi làm bài này trước đi.
làm bài này nhé. Bài 6, bài cứ áp dụng cụm động từ đây. Nhưng những cụm mình vừa học đấy thì bây giờ nhá, con cũng sẽ có thời gian nhìn qua vài phút, 2 phút. Đấy đây, nhìn qua 2 3 phút. Nhá. Ý, mình sẽ ôn tập thật cẩn thận nhé. Bởi vì là ôn bộ cũng chắc đã cho là phần nghe các thứ rồi đúng không? Khi nào hết unit 1 này mình có thể sẽ có một bài kiểm tra nho nhỏ. Wait one more minute. Okay, now number one. Number one. Get up. Oh, get up nhưng mà mình chưa nhỉ? Yes, up. Yes. Number two. Number two. Set up. Yes, right. Number three. Number three. Nếu như mình chưa làm được number 3 thì mình sẽ quay sang làm những cái number khác trước đúng không? Nên những câu nào con đã làm được rồi thì con có thể đây là trước câu 4 chẳng hạn. How about number 5? Ví dụ câu 5 này, ngân hàng đã chấm 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 rất nhiều chi nhánh ở các làng quê trong vòng vài năm gần đây. Thì khi mà nói về
ngân hàng có nghĩa là nó đang một trong những công việc kinh doanh đúng không? Thì nên dùng cái gì nhỉ? Từ gì đó? Ở trong cái này nó đâu có từ setup đâu. Chỉ có một cái gì cũng liên quan đến công việc kinh doanh mình vừa mới học. Ngược với cả setup ấy. Setup là thành lập nhá, thì ngược với thành lập là khi mà đóng cửa đúng không? Thì là từ gì đấy? Close down. Cái là câu 6 nào? Câu 6. Mình sẽ xem cái nào mà nó phù hợp nhất nhỉ? Rất nhiều du khách đã quyết định chấm chấm Việt Nam cho một kỳ nghỉ khác. Nghĩa là kỳ nghỉ này, đúng không? Kỳ nghỉ này ở Việt Nam rồi, xong rồi về nước của họ rồi, rồi cái kỳ nghỉ khác họ lại trở lại Việt Nam dùng cái gì đấy? Come back. Tiếp là câu 7 nào. Họ yêu cầu nhá, họ muốn gọi tặng cho cô ấy một cái chuyến du lịch tới châu Âu nhưng cô ấy đã từ chối. Bất trí. Turn down. Turn it down. Nhưng turn down đây thì gì đấy nhỉ? Quá khứ. Đúng rồi, turn it down quá khứ. Tiếp ví dụ câu 8 này. Anh ấy đã chứng thực cho bản báo cáo. Cầm một tờ giấy và báo cáo lên thì mình sẽ phải làm gì đấy? Muốn biết được nội dung của đấy thì mình phải làm gì? Look through. Ở đây cũng phải là quá khứ phân từ đúng không? Vì là đây là thì nguyện đã hoàn thành. Đây là câu 9 nào. Phong đi rất là nhanh và rất là khó để chấm chấm anh ấy. Cái cụm gì đấy nhỉ? Đúng rồi. Bắt thì very nice. Good job. Câu 10 nào. Câu 10 dễ nhất rồi. Câu 10 là cái từ gì? Generations nghĩa là gì đấy? Con nhìn lại cái bảng đấy đi, nhìn lại cái bảng đấy. Passed down. Yes, passed down đấy sẽ là bị động đúng không? Thế bây giờ nhá, chỉ còn lại hai từ là từ gì thôi? Live on. Và live on. Thế mình trở lại câu 3 nhá. Từ allowance nghĩa là trợ cấp. Trợ cấp là nói về tiền ý. Thì ở đây mình sẽ dùng từ gì? Live on. Đúng rồi, quá khứ hay là hiện tại đấy? Quá khứ. Yes. Nghĩa là hồi tôi còn là sinh viên thì tôi lived on small allowances from my parents. Nghĩa là tôi đã sống bằng tiền trợ cấp của bố mẹ đúng không? Câu 4 thì còn cái gì thôi? Must now deal. Deal with thì nó vừa là gì? Chấp nhận này. Thỏa hiệp này. Hoặc là mình cũng có thể dùng từ một từ khác để cho nó phù hợp trong cái trường hợp này.
nghĩa nữa là đối phó hoặc giải quyết nhá, hoặc xử lý. Được chưa? Trong trường hợp này sẽ là đối phó hoặc giải quyết. Giải quyết nhá. Nghĩa là chính phủ bây giờ phải giải quyết với cái vấn đề gì? Vấn đề gì đây? Bảo tồn các làng nghề truyền thống, các làng nghề thủ công truyền thống. Được chưa? Giải quyết đối phó. Đấy, nó có nhiều nghĩa nhá. Trong trường này sẽ là giải quyết đối phó. Giải quyết đối phó này là dùng rất nhiều nhá. Đấy, thầy nhớ. Có thể viết vào vở chẳng hạn. Deal with, giải quyết đối phó nhá. Viết thêm cái nghĩa đấy vào để về sau này con sẽ làm cái bài nó dễ dàng hơn. Yes. Muốn chưa làm hai trang là làm gì? Nó không đi theo kế thế. Mình sẽ làm bài này nhé.
5 phút nữa mình chữa nhá, cố lên nhá. Chữa nốt, 5 phút nữa chữa rồi nghỉ. Ba phút nữa nhở. Two more minutes. Sợ chết đi. Còn câu 8 chưa? Have you? Yes. Bây giờ sẽ có một nhá. Rất nhiều du khách đã đến với Hat Bridge để xem art galleries. Art galleries là gì nhỉ? Là phòng trưng bày tranh chứ? Art galleries. Một cụm nhá, art galleries. Các phòng trưng bày tranh và triển lãm ấy, triển lãm tranh đúng không? Và museums, bảo tàng. Có một số người đã đi ra ngoài thành phố không? Và vì vậy họ đã bỏ lỡ việc trải nghiệm. Chưa? Bỏ lỡ việc trải nghiệm cảnh đẹp và lịch sử hấp dẫn của khu vực rất là đẹp đẽ này đúng không? Thì ở đây mình sẽ dùng gì nhỉ? Trải nghiệm ở đây mình sẽ dùng gì? Experiencing. Brochure.
cái tờ quảng cáo này, brochure tờ quảng cáo đấy, sẽ nói cho bạn biết rằng bạn có thể xem những thứ gì này nếu như bạn chấm chấm short bus. À, mình đi xe buýt nhá, đi xe buýt phải dùng cụm là take bus nhá. Nên mình có thể viết vào vở chẳng hạn, ví dụ như là cái cụm về đi xe buýt nhá. Bắt xe buýt sẽ là gì? Catch, bắt xe buýt này. Thế là dùng từ là catch a bus. Còn nếu như mà đi xe buýt này thì sẽ dùng là take the bus. Một số cụm này có thể là kiểu như là trong quá trình học, trong sách giáo khoa có thể nó sẽ không có, nhưng mà trong các bài thi, bài kiểm tra thì nó vẫn sẽ có, đúng không? Tiếp nào. The beautiful village. Vùng làng quê xinh đẹp. That the bridge là ngôi nhà của nhà văn thiếu nhi nổi tiếng Jane Potter. Thế ở đây mình sẽ dùng từ là cụ was home to. Đây là một cụm rồi nhá, nó là một cụm rồi. Ví dụ đây là nhà, là ngôi nhà của, nó mang tính chất là gì đây? Không phải là nhà một cách nghĩa đen đâu nhá, mà nó là kiểu ẩn dụ ấy. Ví dụ như Việt Nam là ngôi nhà của gì nhỉ? Thì nó là Việt Nam là ngôi nhà của lúa nước chẳng hạn, kiểu dạng như thế thì mình sẽ nói là Việt Nam is home to, đừng có is the home nhé, nó là một cụm rồi, be home to something, ví dụ như là ngôi nhà của cái gì đó, thì có nghĩa là ý nó nói ở đây là gì, nó mang ý nghĩa trừu tượng nhất chứ không phải là người ta nhà người ta ở đấy đâu, chưa chắc là nghĩa là trong câu này chắc là bà Jane Potter thì được đẻ ở đây rồi. Nhưng mà cái câu này nó còn nghĩa, còn nhiều nghĩa nữa. Ví dụ như là Việt Nam là nhà của lúa nước, Việt Nam is home to rice chẳng hạn. Đấy, hay là nước Anh là xứ là ngôi nhà của sương mù chẳng hạn, hay gì đấy, kiểu như thế. Is home to something nhá. Be home to something này. Câu 5 này. Whose story of. À, mình thấy cụm love by không con? Love by đây phải là dùng gì đây? Được, câu chuyện về chú gấu Benjamin được yêu thích bởi người lớn và trẻ em trên toàn thế giới. Thế là câu bị gì đấy? Câu gì nhỉ? Bị động ở đây, cái nào sẽ là câu bị động đấy? Đáp án nào sẽ phù hợp để làm câu bị động trong cái này đấy? À, đúng rồi, à. Câu 6 nào. À, câu 6 thì mình đã bị ở đây hơi nhầm rồi nhá. 6 rồi này. Is well, nếu như mà được biết đến thì phải là well known. Đây là ta cho know mà. Thế thì phải dùng là is well worth. Well worth ở đây là gì? Worth đây là đáng, xứng đáng. Nghĩa là rất xứng đáng cho một chuyến tham quan. Bởi vì nó có những khu vườn rất là đẹp. Đấy, xứng đáng nhá. Nghĩa là ở đây là gì đây? Is. Is đây là gì nhỉ? To be, sau to be là tính từ đúng không? Và trạng từ thì sẽ bổ nghĩa cho tính từ. Đấy, trạng từ bổ nghĩa cho tính từ thì ở đây chỉ có cái gì đây? Cái từ này nó phù hợp này, what là tính từ. Đấy. Excited cũng là tính từ nhưng tại sao không dùng ở đây? Vì excited thì sẽ miêu tả trạng thái tâm trạng của con người đúng không? Còn ở đây nó đang diễn tả một cái gì, tính chất của một sự việc, sự vật thì mình sẽ phải dùng ví dụ ES là exciting chẳng hạn. Đấy. Vì thế nên trong câu này chỉ có cái từ worth đây là phù hợp thôi. Là đáng giá, xứng đáng cho một chuyến tham quan. Tức là rất đáng để tham quan đấy. Ngôi nhà của Jane Potter rất là đáng đi tham quan, ý nghĩa là như vậy. Câu 7, đúng rồi, bạn có thể mua rất nhiều quà lưu niệm. Câu 8 này. Ở đây thì mình có thể dùng từ gì? Including, bao gồm. Câu
Câu 10 là gì đây? Wrote. Đúng rồi, her story là wrote. Câu 10 câu này mình có sai này, có được 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bài này hơi khó đúng không? Thì mình có thể học được thêm trong các cụm ở đây là gì đây? Catch a bus này, take a bus. Đấy. Và từ worth này nghĩa là đáng giá, xứng đáng. Đấy. Be worth something, to be này, worth này, something. Xứng đáng cái gì? Rồi. Hay là cụm gì? Is home to something, là ngôi nhà của cái gì đó. Is home to something nhá. To be home to something, to be home to something. Đi về phải học thuộc cho cô hai cái cụm này nhá, catch a bus hoặc là take a bus. Ok. Rồi. Nào. Bây giờ mình có thể nghỉ rồi nhá, nhưng mà về nhà nhá, cô sẽ giao lại cho con bài này một lần nữa để con thử làm lại xem còn nhớ không nhá. Mình cô sẽ giao lại bài này, cố gắng làm lại, hôm sau mình sẽ lại kiểm tra cả bài này một lần nữa. Vì là đến lúc mà con sau này thi lên lớp 10 đúng không? Khi mà mình thi lớp 10 ý, thì nó sẽ có rất là nhiều cái câu, cái dạng bài, các cái cụm từ mà ở lớp 9 trong sách không hề có, nhưng người ta sẽ vẫn kiểm tra. Vì thế bên ngoài làm trong sách ra, mình sẽ phải làm thêm rất nhiều cái bài ở ngoài nữa. Thì mình mới có thể thi được một có kết quả tốt khi mà thi lên lớp 10. Ok, thank you so much. I have to go now. Good night. Have a nice dream. Goodbye. Bye-bye.